đi với chị bé Trứng luôn kìa. Là éo bé chứ. Con biết chứ. Chị bé Trứng giỏi luôn, hay quá ta. Ok. Hỏi gì nữa? Nó nghĩ gì vậy? Thu Thủy. Thu Thủy hả? TXU. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện cho mình. Tôi kiếm chết con già thì bắt luôn. Là trong bộ phim này. Dạ ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, chú mới đây chú. Cái bên chỗ cũ. Đẹp quá đi ta. Wow. Rồi, xuống đưa cho ngoại đi con. Quay. Đọc lại. You are the most prettiest grandma ever. I love you more than anything because you always take care of me. Oh. I know you love me because I'm gorgeous. And I love you. Love bé Trứng to Thu Thủy. Wow. Bé Trứng to Thu Thủy. Cảm ơn con nha. Có tặng quà gì vậy? Có tặng quà gì? Wow. Oh. Đồ này là ngoại thích lắm nè. À, Linh mua cho ngoại hồi nào vậy? Mẹ làm á. Ờ, bà lên sao bữa nay Linh để là bé Trứng? Tên bé Trứng là ai đặt cho con vậy? Con hỏi. Nè hỏi rồi, mà tại sao mà đặt con tên bé Trứng? Nói mà nghe. Tên anh Trứng. Tên anh Trứng là tên bé Trứng ha. Thương bé Trứng ngoan lắm à. Ngoại trồng cái cây hoa mà bữa bé Trứng tặng ngoại đó, bữa nay nó lên cao vậy rồi, nó sắp có hoa rồi. Wow. Đừng làm có hoa, ngoại kêu con ra con quay nha. Thế. Cảm ơn con nha. Thôi ngoại khác rồi. Những là những cái gì mà con viết ở trong đây là đúng vậy không? Hả? Lớp ngoại quá phải không? Phải không? Tại vì ngoại thích khe con hồi nhỏ, mà thích khe làm sao đó. Hả? Cái to trời u. Cái này mà sao? Ờ đúng rồi, hồi nhỏ. Không biết con mới nói tiếng Việt. Ngoại thích khe. Quý, để mẹ hát đi mà để rơi bà ngoại đã. Cảm ơn con. Trời ơi, bà ngoại ấm lên nổi hả? Rồi, okay. Con cầm má đi ngoại đấy, ba con, ngoại con ba con. Đi. Ok. Rồi. Rồi, cảm ơn con, cảm ơn hai chồng con. Cảm ơn cái Trứng. À. Ok đây mẹ cầm. Ủa rồi con mẹ con có gì không? Happy mới đây rồi mẹ con có gì không vậy? Dạ. Hả? Mẹ con có quà gì không? Ờ, cái gì con muốn bụng ba vậy? Hả? Cái gì vậy? Trời ơi. Phật quá vậy. Viết cho mẹ mà sao để trong bụng ba vậy? Xích đau hả? Qua gì bí mật vậy đó, để đọc đi ra viết thầy quá. Có con bớt đi đẹp quá, rồi có bông hoa nữa nè. Nào con viết gì cho mẹ nè. Trời ơi, nhiều quá vậy. Wow, viết nhiều quá vậy. Đâu đọc mẹ nghe coi. M-O-T. Ok, mother. À, đây là M-O-T-H-E-R. Mother, hay quá ta. Rồi, mother. M, many things why I love you. Oh, outstanding beauty. T, the one that I love, which is my pretty mommy, that loves me back. H, home is where love resides. E, extraordinary. R, I love you really in my heart. Happy Mother's Day. Hay quá vậy. Love you from Bảo Lộc Sạch Đen. Bé Trứng Gia Linh. Nguyên cái chữ mother mà từng cái chữ mà viết thành nguyên câu. Hay đó. Quá.
thầy sẽ bây giờ là Jaylin không ghi Jaylin nữa mà ghi bé trứng không. Bé trứng nha. Ủa mà sao coronavirus không có đi ra đường mà bé trứng cũng có được cái này với lại không bạn đang đi hả? Ủa cái này là ở đâu rồi con lục ra kiếm được con ghi hả? Tiết kiệm nè, con ngoại nghe nó tự vẽ tự làm đó, con ngoại còn giá trị hơn nữa đó, nó tự làm đó dễ đẹp ghê heart of rose nè. Nếu con tự vẽ đi khỏi có mua uổng tiền mà con tự vẽ, con vẽ hình gì cũng được hết, mình có giấy con vẽ đẹp mà paper, có giấy no paper to for toilet paper. Ok bé trứng anh kêu để đi bỏ lọc. Anh kêu không có hôn chi vậy. Ok hôn là phải qua trung gian phải không? Lên lại hôn ông ngoại. Tôi cho bà ké đi hết đi. Không có gì hết à? Sao bữa nay ngoại không có bà? Không có phải rồi đây mà không có xin gì. Phải con gái đâu. Ủa trời ơi. Bây giờ là con gái nha. Đi vô. Không có đi vô. Vô là con gái được. Đi đâu. Mặt. Vậy là chừng nào ông ngoại mới có quà? Father Day sinh nhật ông ngoại. À Father Day sinh nhật ông ngoại rồi cái gì nữa? Gì nữa nhớ không ta? Cái gì mà everyone có quà hết? Christmas. Đúng rồi. Dạ, bắt đầu từ giờ ta để tiền mua rồi Christmas everyone có hết rồi. Hết rồi. Thế mà năm nay là muốn cái gì nè, năm rồi mà ngoại tặng cái iPad, năm nay muốn cái gì chơi lên. Gì cơ? Nói gì? Con mẹ với con, với cái family picture, với cái picture con, and con làm cho mẹ cái video hả, cái cái movie hả? Ok rồi, đi. Ok. Alright. Not sponsored. You can do by yourself, Lynn. Ok, con làm á. Rồi, giỏi quá. Xin chào mọi người, hôm nay Mother's Day ha. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day đến tất cả những người mẹ nha. À, bây giờ Hồng Loan chạy ra ngoài chợ mua một cái miếng cá sea bass cho ông ngoại ăn. Còn cả nhà thì hôm nay ăn beef steak. Thịt bò. Ông ngoại kiêng, ông ngoại không có ăn thịt bò được. Mua cá về chiên cho ngoại được chế độ đặc biệt. Hôm nay là ngày chủ nhật ha. Cali hôm nay thì trời cũng nắng nhưng mà rất là mát mẻ. Bây giờ là 3 giờ chiều thì Hồng Loan xin update cái tình hình bệnh. Ngày hôm qua thì Hồng Loan không có nhắc gì đến bệnh hết, nhưng mà hôm nay mình update để mình nhớ ha quý vị. Hiện bây giờ là ca bệnh là 1.365.247 người bệnh, số người mất đi là 80.715 và số người được hồi phục là 240.842. Như vậy là sau 2 ngày không có xem đến tình hình bệnh đó, thì hôm nay Hồng Loan thấy được hồi phục là 19.000, gần 19.000 người cho 2 ngày, nhưng mà ca bệnh thì
cũng tăng rất là nhiều thưa quý vị. Theo Hồng Loan được nghe news á, thì Pechanga Casino họ chuẩn bị sẽ mở cửa vào ngày 1 tháng 6. Thì trong đó họ cũng là áp dụng rất là nhiều những cái luật mới để mà cách xa nhau, để mà đáp ứng đúng cho cái tình hình bệnh dịch lúc này. Thì mình nghe nói là ngày 1 tháng 6 đó quý vị. Ngoài ra đó thì North Berry Farm và những công viên giải trí khác thuộc công ty Cedar Fair thì có kế hoạch mở cửa lại đó, và họ sẽ tiếp tục áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn nguy cơ lây lan COVID-19, như là họ phải giảm số lượng người tham dự, họ sẽ không cho giao dịch bằng tiền mặt và phải giữ khoảng cách xã hội. Và trong lúc đó thì khi mà mình đi chơi vòng vòng trong đó thì họ cũng sẽ khử trùng liên tục những cái khu vực vui chơi để mà an toàn sức khỏe cho tất cả mọi người. Mà họ chưa có đưa ra cái ngày chính thức, nhưng mà họ báo cho mình biết trước là như vậy. Vừa qua thì xung sao cái vụ mà ở bên Texas á, có một cái tiệm hớt tóc á, họ lệnh cấm mở cửa, mà họ mở cửa trước 2 tuần thì bị xử phạt là ở tù 7 ngày. Nhưng mà xử phạt và sau đó đưa ra tòa. Đúng rồi. Thì tòa xử là ở tù 7 ngày. Nhưng mà mới vừa mấy ngày trước thì được lệnh mở cửa đó, thì tất cả các tiệm hớt tóc được mở cửa ở Texas. Thì chính cái ông thống đốc đó đến tiệm mà bị phạt, ông đi hớt tóc và cái cô chủ đó hớt cho ông luôn. Thì vui ha. Rồi mọi người thì giống như là cũng hơi bức xúc vì cái vụ mà cổ bị đi phạt tù 7 ngày đó, nên họ lập ra một cái hội quyên góp tiền để cho cổ đó tiền phạt. Thì quý vị có biết không, số tiền lên đến 500.000 đô. Trời ơi. 500.000 đô mà quý vị. Rồi ông chính ông thống đốc á, ông cũng đến để mà giống như là an ủi, xin lỗi cô này vì những cái giống như cái quyết định đưa ra nó không có đúng, không đúng thời điểm. Có nghĩa là cô đó cổ có lỗi là cổ mở cửa không đúng thời điểm. Nhưng mà cổ đúng là cổ có lỗi thiệt. Nhưng mà hình phạt nó hơi quá đáng. Cho nên đã lấy được nhiều sự đồng tình của tất cả mọi người ha. Hôm trước Hồng Loan có nói với quý vị về cái vấn đề mà cái bệnh mà COVID-19 đó, nó có liên quan đến một cái bệnh mà của trẻ em, nó gọi là bệnh Kawasaki á quý vị. Thì vừa rồi ở bên New York đó, vừa mới chết 3 đứa bé. Trong đó thì có một đứa là 5 tuổi. Đó, thì là cũng là chết vì những cái triệu chứng của cái bệnh Kawasaki, là sốt nhiều nè, rồi nổi mẩn đỏ ngứa, rồi bị sưng những cái động mạch của tim. Nó dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng. Đó, hôm trước là ở bên châu Âu người ta khám phá ra, và hôm nay ở Mỹ, ở New York đã bị 3 trường hợp như vậy. Mình cầu mong tất cả mọi người cũng như bác sĩ sẽ tìm hiểu và có thể ngăn chặn được những cái nguy hiểm này, nguy cơ này cho những cái đứa bé. Cái tội nghiệp quá. Ok, bây giờ chạy vô chợ mình mua cái miếng cá sea bass cho ngoại nha. Okay. Chợ. Nè, cá sea bass nè. Cá sea bass hả? Ngoại tiêu chuẩn cao quá nha. Cá này á, hơi mắc nhưng mà nó ngon. 19 đồng 99 đồng. Mua xoài hả? Ngày hôm qua đó Hồng Loan cũng có xem được một cái news này, là ông bác sĩ Robert Redfield, giám đốc của CDC, thì được xác nhận có nguy cơ nhiễm bệnh từ nhân viên của tòa Bạch Ốc mà dương tính với COVID-19 vừa qua đó. Và ngoài ra đó thì ông bác sĩ Fauci, ông cũng báo tin là ông sẽ tự cách ly mình vì ông có nguy cơ lây nhiễm với nhân viên đó. Nhưng mà ông Fauci đó thì
thì ông chỉ là nguy cơ nhẹ thôi, nhưng mà ông vẫn muốn tự cách ly mình 14 ngày. Có nghĩa là ông không có tiếp xúc gần lắm với lại cái người nhân viên đó. Còn ông bác sĩ Redfield là người tiếp xúc rất là gần, cho nên hiện giờ là ông phải cách ly đó quý vị. Đó là hai cái thông tin mà Hồng Loan vừa mới đọc ngày hôm qua, thì nó có liên quan đến cái người nhân viên mà làm việc ở trong Nhà Trắng chung với lại Tổng thống và Phó Tổng thống. Thì hiện giờ có hai vị bác sĩ đó là đang tạm cách ly 14 ngày. Thôi Mother Day nói chuyện khác. Mình nói chuyện nha. Mình thông tin chút xíu về tình hình dịch bệnh cho chúng ta để mà chúng ta biết thôi ha. Bây giờ là bắt đầu mở cửa rồi thì mình có nhiều chuyện khác để nói hay hơn, phải không quý vị? Đúng rồi. Hôm nay Bảo Lộc có chuyện gì nói không? Hôm nay tự nhiên mình muốn tặng thơ nữa. Tặng thơ nữa hả? Tặng thơ nữa. Trời dữ dội vậy ta. Lúc này chịu làm thơ vậy ta. Hôm nay là ngày Mother's Day thì mình phải đọc thơ, đọc này nọ chứ, chuyện buồn, chuyện ngáy quá, giờ mình bỏ qua đi ha. Giờ mình nói một bài thơ nữa, nói về vợ, người mẹ, người vợ ha. Vợ là gì nhỉ? Câu thơ đặt ra một dấu hỏi rất là lớn. Bùm, vợ là gì nhỉ? Thì bây giờ nè, tác giả người ta mới giải thích vợ là gì. Vợ là dòng suối mùa xuân, ngọt ngào, xanh mát, trong ngần yêu thương. Quá dữ luôn. Chà, vợ... ngày Mother's Day định vợ dữ nha. Định còn hơn cái đó nữa. Gì nữa đây? Vợ là kết sắt tủ tường. Kết sắt mà tủ âm trong tường đó nha. Muốn mở phải nhả lời thương ngọc ngà. Ý nói là phụ nữ tụi tôi hảo ngọt phải không? Lúc nào cũng vậy đúng không? Thôi giờ không cần phải là nịnh, mình cũng phải thương yêu, mình cũng phải nói nhẹ nhàng những lời ngọt ngào cho vợ, thì cái đó nó mình cảm thấy cuộc đời mình vui hơn. Sao mà thấy hiếm hơn lắm quý vị ơi. Hiếm bao giờ mà mấy ông mà nói chuyện mà ngọt ngào mà vậy lắm, giả bộ làm thơ rồi dựa vô thơ rồi nói thôi, chứ bình thường dễ gì ngọt ngào, phải không? Thì có những dịp để mới nhả lời ngọt ngào nè. Không, mà thật sự Hồng Loan thấy đàn ông ít có ai mà có thể mà nói những cái lời mà bay bướm mà ngọt ngào lắm. Mà nhiều khi ai mà nói chuyện với Hồng Loan mà nói mà ngọt ngọt nhỉ, Hồng Loan thấy xạo quá. Là tại vì mình thấy giống như người ta gọi là không có thật á hả? Nói những cái lời đó nó không thật. Thà nói những lời chân thật đi là hay hơn ha. Không, nhưng mà Mother's Day rồi ngày của phụ nữ này nọ thì dài lời ngọt ngào cho nó êm tai cũng được. Anh nói chuyện ngọt ngào với em phải không? Thì em cũng ngọt ngào lại cho về ha. Ok. Ok. Anh có biết hạnh phúc của vợ là gì không? Là gì nhỉ? Thì ghê quá. Thì đấy à, đây. Hỏi thế có... Tôi đang nói ngọt ống còn ngọt ống tôi nổi da gà luôn á. Một năm mới có một ngày mà. Nghe nè. Hạnh phúc của vợ là ôm chồng thật lâu, hôn chồng thật sâu, thì thầm một câu, tiền chồng giấu đâu. Trời đất ơi. Mấy câu đầu nghe nó ngọt ngào quá đi. Mấy câu sau mình nghe mình nổi da gà rồi. Câu sau cùng đó thì phải giả bộ, cũng giả bộ ngọt ngào. Mấy người giả bộ ngọt ngào để mấy người hỏi kết sắt để đâu, thì đây tôi cũng giả bộ ngọt ngào để tôi hỏi tiền để đâu chứ bộ. Đúng rồi, kết sắt là mình đã biết cái chỗ đó rồi, nhưng mà mình muốn nó mở ra mình mới nhả là ngọt ngào. Còn đằng này phải hỏi là nằm ở đâu trong nhà, trong vớ, trong nón hay là mà trong... Mà không biết mấy anh, mấy chị khác làm sao ha. Hồng Loan nghĩ nhiều khi thấy cũng ngộ lắm nha. Nhiều khi chồng mình đi làm nhiều cái tiền cái đưa mình hết. Đưa làm gì cái em tiền nè, em đưa tiền nè. Giỏi lắm. Ngoan lắm. Có gì tiền đưa hết cho vợ à. Vậy mà cũng lén lén mua đồ được là tiền đâu ra ta. Ai biết. Lâu có. Lâu lâu cứ bể ra vài món là lén lén có quỷ riêng hay gì đó không biết nữa. Cái điều này chắc tôi phải điều tra mới được. Ghê gớm lắm, mấy ông này ghê lắm, không biết giấu đâu đó. Lâu lâu mình phải điều tra ra chút xíu xem cái tiền chồng giấu đâu. Ok, hôm nay là ngày Mother's Day ha. Hồng Loan chia sẻ một cái câu chuyện nho nhỏ về mẹ. Trong một cái gia đình á,
rất là đông con. Thì đứa thì mẹ ơi con muốn mua xe máy, mẹ ơi mẹ mua cho con nha. Rồi đứa thì mẹ ơi con muốn đi học Anh văn, mẹ ơi con muốn có một cái đầm mới. Rồi đứa khác thì mẹ ơi con muốn có một cái laptop. Thì lúc nào cũng vậy, tất cả những đứa con yêu cầu như vậy, lúc nào mẹ cũng nói một câu ờ để mẹ lo. 20 năm sau thì mẹ ơi con muốn học để làm chính trị gia, mẹ ủng hộ cho con nha. Rồi đứa khác thì mẹ ơi con muốn học thạc sĩ, mẹ lo cho con nha mẹ. Và một đứa nữa, mẹ ơi con muốn đi làm ca sĩ, con muốn mở công ty. Rồi mẹ cũng nói ờ để mẹ lo. Và 30 năm sau, khi mà mẹ chỉ có một mình, mẹ gọi điện thoại mẹ hỏi nè mấy đứa có khỏe không. Đứa thì ơ mẹ ơi con chuẩn bị đi họp rồi, mẹ qua nhà thằng ba chơi đi nha mẹ. Thì mẹ mới gọi cho thằng ba, thì thằng ba nói mẹ ơi con sắp làm đồ ăn, con bận rộn quá, mẹ qua nhà em Tư đi nha mẹ. Rồi gọi cho em Tư, thì em Tư nói mẹ ơi con bận đi diễn rồi, con không có ở nhà, mẹ qua nhà Út chơi đi. Gọi cho thằng Út thì thằng Út cũng nói con đang bận rộn, con mệt lắm, con nhức đầu lắm mẹ ơi. Và cuối cùng thì thôi để mẹ tự lo. Chia sẻ một câu chuyện với quý vị để chúng ta thấy là cái tình cảm bao la của người mẹ lúc nào cũng lo lắng đùm bọc cho con mình. Một người mẹ có thể nuôi cả đàn con, nhưng mà cả đàn con chưa chắc gì có thể lo cho một người mẹ, phải không quý vị? Hồng Loan muốn chia sẻ chút xíu cái tình yêu thương. Câu chuyện nó hơi buồn buồn á, Hồng Loan đọc mà cũng muốn xúc động nước mắt luôn. Hồng Loan muốn chia sẻ một chút xíu để chúng ta thấy được cái tình yêu thương của mẹ. Cho nên khi mà chúng ta còn có thể được gần cha mẹ mình á, thì chúng ta hãy tận dụng những cái giây phút đó để mà yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho cha mẹ, để gia đình luôn được vui vẻ, hạnh phúc nha quý vị nha. Và Hồng Loan cũng mong rằng tất cả mọi người mẹ sẽ luôn nhận được những cái tình yêu, những cái sự quan tâm, lo lắng từ những đứa con. Nói mà nói về mẹ đó là tự nhiên cái xúc động. Hồi xin kính chúc tất cả những người mẹ trên thế giới luôn luôn được con cái yêu thương, con cái quan tâm, con cái lo lắng, con cái dành nhiều thời gian cho cha mẹ, chứ không phải vì công việc bận rộn mà lúc nào mình cũng lo cho công việc của mình mà không có quan tâm gì đến cha mẹ của mình hết. Nhân dịp này Lộc cũng muốn gửi lời đến mẹ của Lộc đang ở Việt Nam, chúc mẹ một ngày lễ hiền mẫu thật là yên lành và hạnh phúc, nhiều sức khỏe nha mẹ. Happy Mother's Day mẹ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng chia sẻ với Loan, với Lộc những cái giây phút vui có, buồn có trong cái ngày Mother's Day. Chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn quý vị vào ngày mai. Tối nay ở nhà Hồng Loan thì có một cái bữa tiệc Mother's Day nhỏ nhỏ, không phải là tiệc nhưng mà cũng chỉ là gia đình ngồi ăn uống với nhau thôi. Nếu mà có thể thì Hồng Loan sẽ chia sẻ chút xíu cho quý vị xem ha. Ok, chào tạm biệt quý vị. Happy Mother's Day. Bye.